quay mà quay hình ảnh nó rõ nét hơn quay chim ha, bảo là đó quét vô nó Anh em nếu mà có thôi ai muốn anh em cậu ơi chết tôi bán ta con heo rồi đừng quan bán heo được quyền anh bún phở tiêu đãi nè, đang con heo con heo đó con heo nái con heo được cái đủ nếu đang con heo bún phở tiêu ngay chỗ vùng bên hết dịch vùng bên trên hết dịch á, bây giờ nó vàng phải vàng một rồi. con heo 90 kg 7:30 là bắt đầu. Cậu thấy nghe cái kêu sực sực chưa? Do đó. Cái đó nước gì vậy anh? Nước muối. Đấy à? Cái đó hả? Không phải. Cái mà, cái đó cái đó, cái đó mất mất mạng luôn, vì cái đó mày nhát cho con heo nhậu mất mạng luôn chứ mất mặt gì. Chào anh em nha. Nhiều được rồi. Lâu quá. Đó, đó đó nó thấy kèo của nó gọi đó bữa nay thợ nó nghỉ rồi mình cũng nghỉ luôn, cô Hoàng nó đi về trên đó rồi mà về tối hôm qua ủa mẹ bữa nay lợp ngói liền không chịu đi lợp ngói đi đi chơi. Thằng thợ chứ giờ nó nghĩ thợ nó nghĩ không lẽ bắt mình lù lù làm mình sẽ được đâu có đâu, đây về đây với anh Thịnh của anh Thịnh đó đó ai vậy